là địa trung hải, thiên đường của thế giới, là âm hưởng châu Âu tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, là tương lai phát triển không ngừng cho đẳng cấp vượt thời gian. Đó chính là Vinhomes Marina, khu đô thị phong cách địa trung hải đầu tiên và duy nhất tại Hải Phòng, sở hữu tọa độ hoàng kim giữa trung tâm thành phố, liền kề trục đường kết nối tam giác Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, kế cận tuyến đường sắt đô thị Metro. Đòn bẩy làm gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai. Với tổng diện tích lên đến 49,2 hectare, Vinhomes Marina bao gồm 4 phân khu Ngọc Trai, Sao Biển, Hải Âu, San Hô. Quy hoạch kép với hợp phần mở cho lối sống nhộn nhịp và hợp phần khép kín để cao sự riêng tư biệt lập. Vinhomes Marina sở hữu hệ thống tiện ích mới mẻ chưa từng có. Con đường tình yêu lãng mạn với những biểu tượng và ánh sáng lộng lẫy. Hồ điều hòa 7,2 hectare chạy dọc khu đô thị, đào giường ngắm cảnh, nơi tận hưởng không gian xanh mát, sân chơi và khu thể thao ngoài trời năng động. Bể bơi hướng hồ, nhà hàng thủy tạ phong cách Santorini, tận hưởng cuộc sống cao cấp giữa những tiện nghi vật chất đủ đầy là đặc quyền xứng tầm dành cho những chủ nhân tương lai. Một bước xuống phố, cả thế giới mua sắm sầm uất hiện ra trước mắt. Trung tâm thương mại, các dãy shop house, tuyến phố đi bộ nhộn nhịp, hứa hẹn sẽ là điểm đến yêu thích của cư dân đất cảng thời thượng. Sự hòa quyện giữa tinh hoa của kiến trúc Hy Lạp và phong cách địa trung hải phóng khoáng mang đến cho chủ nhân tương lai niềm tự hào bước chân cùng cuộc sống đẳng cấp. Trong tương lai, Vinhomes Marina sẽ là điểm đến thời thượng cho cả thành phố, nơi phong cách sống mới lên ngôi, nơi khởi sinh thành công và hạnh phúc. Vinhomes Marina, dấu ấn địa trung hải trên đất cảng phồn vinh.